báo là mạnh và mang tới cái rét cả ngày. Chính vì thế quý vị nên tranh thủ những ngày tạnh giáo từ nay cho tới thứ bảy tuần này, phơi phóng dần quần áo của mùa đông. Bản tin xin được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh. Vùng đồi núi phía Tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Vùng đồng bằng nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới. Và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thị trường dùng. Đồng một lượng ở chiều bán. Giá vàng trong nước hôm nay biến động trái chiều, hiện tại đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng Doji đã điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở chiều mua vào và 500.000 đồng ở chiều bán, lên lần lượt 69,45 triệu đồng một lượng và 70,35 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC đang niêm yết ở mức 69,3 triệu đồng một lượng mua vào và 70,32 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 400.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ ở mức 23.985 đồng một đô la Mỹ. Biểu lãi gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng đầu tháng 11 cho thấy lãi suất huy động tiếp tục giảm với mức giảm phổ biến từ 0,1% đến 0,5%. Theo công giảm mạnh so với mức 9 đến 10% hồi đầu năm. Dù lãi suất huy động giảm nhưng ngân hàng vẫn là kênh được người dân lựa chọn tin tưởng, lựa chọn để gửi tiền. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 8, số dư tiền gửi của dân cư đạt hơn 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,68% so với cuối năm 2022. Cho vay với các khoản vay mới và dư nợ hiện hữu. Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng quyết định giảm thêm lãi suất từ 3 đến 4% với toàn bộ dư nợ hiện hữu. Hiện nay, các doanh nghiệp trang trại, hộ chăn nuôi ở các địa phương đang tích cực tái đàn, tăng đàn, chăm sóc đàn gia cầm để đảm bảo cung ứng các sản phẩm chăn nuôi chất lượng, kỳ vọng vào thời điểm vàng, tiêu thụ lớn nhất trong năm. Hiện nay, tình hình kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở các địa phương trong tỉnh đang được thực hiện hiệu quả. Giá bán và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đang tăng so với trước. Cụ thể, giá lợn hơi dao động ở mức 54.000 đến 57.000 đồng một kg. Giá gà thịt nuôi ngắn ngày từ 64.000 đồng đến 68.000 đồng một kg, gà ta thả vườn từ 85.000 đồng đến 95.000 đồng một kg. Giá trâu bò cũng tăng từ 20 đến 30%. Đây là thời điểm tốt để các trang trại, hộ chăn nuôi tái đàn, khôi phục sản xuất. Để việc tái đàn mang lại hiệu quả cao, người chăn nuôi cần cập nhật liên tục thông tin tình hình dịch bệnh, thị trường cũng như những quy tắc quan trọng trong chăn nuôi như nhập con giống rõ nguồn gốc, không nên tăng đàn ồ ạt, thường xuyên bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết vào khẩu phần ăn cho vật nuôi. Từ sau phiên giảm giá lần thứ 19 ngày 7 tháng 9 đến nay, giá thép trong nước không có biến động.